của người hoặc là súc vật, tức là cái vị trí cư trú của nó là trong đường tiêu hóa. Tuy nhiên khi gây bệnh thì nó có thể gây bệnh ở tại đường tiêu hóa nhưng cũng có thể gây bệnh ở ngoài đường tiêu hóa. Bây giờ những cái đặc tính chung của họ vi khuẩn được. Cái phần này các anh chị nhớ nha. À, mình học kỹ cái phần này để mình nhớ là vi khuẩn đường ruột là gì. Chỗ nào tôi nói là các anh chị chú ý, các anh chị học kỹ là biết rồi nha. Thể học thi nó cũng khó lắm. Rồi. Cái này ở trong tập có mà chụp hình cái gì cũng thấy. Tại vì không có đọc bài trước ở nhà cho nên cái gì cũng chụp hết. Cái nào mà trong tập không có, trong giáo trình không có thì phải chụp. Rồi. Vi khuẩn đường ruột là những thực phẩm nào ăn. Hầu hết những cái vi khuẩn này nó di động được là nhờ nó có lông mũ quanh thân. Chỉ có một số chủng không di động, ví dụ như là Siena hoặc là Salmonella. Đây là những vi khuẩn chiếu khí, trị khí, tùy nghi. Tức là nó chuyển hóa năng lượng vừa theo con đường oxy hóa khử mà vừa theo con đường lên men. Hầu hết những vi khuẩn đường ruột tất cả đều lên men đường glucô. Lên men hoặc là không lên men đường lacto, sinh hơi hoặc là không sinh hơi. Và tất cả vi khuẩn đường ruột nó đều thử nitrat thành nitric do thử nghiệm oxida âm tính và nó mọc được trên hầu hết các loại môi trường nuôi cấy thông thường. Có nghĩa là bệnh nhân nhiễm vi trùng đường ruột thì thường các kết quả nuôi cấy là dương tính. Những cái tính chất ví dụ oxida, thử nitrat thành nitric, những cái này mình phải phân biệt vi khuẩn đường ruột với những trực khuẩn gram âm khác không phải là vi khuẩn đường ruột, ví dụ như là Pseudomonas. Các bạn này các chị xem cho biết thôi, hay không có yêu cầu học. Về mặt phân loại thì vi khuẩn đường ruột hiện nay nó được chia là 8 tộc, 8 gia tộc của vi khuẩn đường ruột nha. 8 tộc này nó chia ra là 30 giống, và 30 giống này nó lại chia nhỏ thành 120 loại nha. Cho nên đây là một cái họ vi khuẩn rất là đông đảo. Rồi, về mặt hình dạng thì đây là những trực khuẩn gram âm. Trên phiên bản thì chúng ta có thấy nó xếp rải rác hoặc là thành cặp, kích thước của nó tương đối lớn. Trên phiên bản dùng gram chúng ta quan sát nó dễ dàng, có nó có kích thước lớn ha, có chi mao, không sinh nha bào và một số có nang. Hầu hết là nó di động lên men nhiều loại đường khác nhau, sinh ra nhiều loại enzyme khác nhau và có thể sinh ra sulfonitro. Đây là những cái đặc tính người ta gọi chung là đặc tính sinh vật hóa học, và chúng ta sẽ định danh vi khuẩn đường ruột dựa trên những đặc tính này. Những cái đặc tính dùng để định danh vi khuẩn đường ruột hiện nay là có 40 tính chất khác nhau, nhưng cái bộ định danh vi khuẩn đường ruột mà hiện nay mà chúng ta sử dụng trong vi sinh lâm sàng là 20 tính chất nha. Bây giờ những cái yếu tố liên quan tới vi khuẩn đường ruột mà chúng ta cần quan tâm. Quan tâm là bởi vì nó có liên quan tới cơ chế bệnh sinh cũng như là những cái kỹ thuật chẩn đoán. Thứ nhất là về kháng nguyên. Thì ở vi khuẩn đường ruột nó có 3 loại kháng nguyên sau đây. Tùy theo chủng, nó có thể có 1, 2 hoặc 3 loại kháng nguyên. Kháng nguyên thứ nhất là kháng nguyên O. Đọc là kháng nguyên O chứ đừng đọc là kháng nguyên O. Mình đọc kháng nguyên O, cái người ta tưởng đâu là mình mới tìm ra được một cái loại kháng nguyên thứ tư. Kháng nguyên O là cái kháng nguyên nó nằm ở quách tế bào. Và bản chất hóa học của nó là lipopolysaccharide. Và ở các loại vi khuẩn đường ruột thì người ta đã phân lập được 150 loại kháng nguyên O khác nhau. Đây là những cái kháng nguyên có tính chất chịu nhiệt. Tức là mình muốn phá hủy cái kháng nguyên này là mình phải đun sôi liên tục trong 2 giờ. Trong khi bản thân cái con vi khuẩn mà mang kháng nguyên này là chỉ cần mình đun nóng lên 6-7 độ là nó chết queo trong vài phút rồi. Vi khuẩn kháng nguyên này nó khác cồn, nó bị hủy bởi một hơn 5%, nó rất độc. Và khi mà cơ thể chúng ta nhiễm phải con vi khuẩn có kháng nguyên O
thì cơ thể chúng ta sẽ sinh ra một cái loại kháng thể gọi là kháng thể kháng ô. Và khi cái kháng thể kháng ô này nó gặp kháng nguyên ô thì nó sẽ sinh ra phản ứng ngưng kết ô. Đây là nguyên lý của xét nghiệm huyết thanh học chúng ta dùng để chẩn đoán nhiễm khuẩn. Thay vì mình nuôi cấy mà tìm con vi khuẩn thì mình lấy máu bệnh nhân để mình tìm kháng thể kháng ô. Nếu trong cơ máu bệnh nhân có kháng thể kháng ô thì mình suy ra là bệnh nhân có nhiễm con vi khuẩn mang kháng nguyên ô đó. Đó lý của xét nghiệm. Kháng nguyên thứ hai là kháng nguyên H. Kháng nguyên H chính là kháng nguyên lông của con vi khuẩn. Và như vậy là con vi khuẩn nào không có lông thì sẽ không có kháng nguyên H. Bản chất của kháng nguyên H là protein và nó có khoảng 50 loại khác nhau. Và đương nhiên là protein thì không bền với nhiễm, bị hủy bởi cồn và các enzyme hủy giải protein. Nhưng mà nó không bị hủy bởi phọt môn. Và tương tự như kháng nguyên ô thì nó cũng sẽ tạo phản ứng ngưng kết H với lại kháng thể kháng H. Cho nên các chị thấy là trong thực tế mình có cái xét nghiệm huyết thanh học bi-đan để chẩn đoán thương hàng là để mình tìm kháng thể kháng ô và kháng thể kháng của Salmonella trong máu bệnh nhân. Kháng nguyên K. Kháng nguyên K là kháng nguyên NaN. Và chúng ta biết NaN là cái thành phần nằm ngoài cùng tế bào, nó bao bên ngoài lớp tế bào. Như vậy là những vi khuẩn nào không có NaN thì sẽ không có kháng nguyên K. Và trong một số trường hợp nếu vi khuẩn vừa có kháng nguyên K vừa có kháng nguyên O thì có thể chúng ta làm phản ứng ngưng kết O nó sẽ âm tính là do kháng nguyên K che lấp kháng nguyên O. Và chúng ta biết rằng là NaN của vi khuẩn thì nó liên quan tới đặc tính của vi khuẩn, do đó kháng nguyên K nó cũng có mối liên hệ với đặc tính của vi khuẩn. Đó là ba cái loại kháng nguyên của vi khuẩn đường ruột nói chung. Bây giờ một yếu tố nữa ở vi khuẩn đường ruột đó là Bacteriocin. Các chị đọc ra thì các chị sẽ nghe nói cái từ này. Thế thì mình cũng biết sơ qua nó là gì. Nó là một chất do vi khuẩn tạo ra, sinh ra. Và nó có tính chất kháng khuẩn cho nên mình gọi là đây là như là một cái loại kháng sinh do vi khuẩn sinh ra. Nghe nó hơi cực kỳ ha. Và cái Bacteriocin này vi khuẩn nó sinh ra là để nó cạnh tranh với những chủng loại vi khuẩn khác và nó có tính đặc biệt. Người ta có thể định danh định tiết bằng Bacteriocin. Tuy nhiên cái chuyện này là chúng ta chỉ nói khi mà nghiên cứu khoa học thôi. Còn trong vi sinh lâm sàng thì mình không có dùng kỹ thuật này, nó rất là phức tạp và đặc biệt. Yếu tố thứ ba là độc tố. Vi khuẩn thường thuộc có yếu tố độc lực quan trọng, đó là độc tố và tùy theo loại vi khuẩn mà nó có thể là nó có nội độc tố hoặc là có ngoại độc tố hoặc là thậm chí nó có cả hai loại độc tố luôn. Thì nội độc tố thì nó có ở hầu hết các loại vi khuẩn đường ruột. Hầu hết các loại vi khuẩn đường ruột đều có nội độc tố. Tuy nhiên thì có thể ở loại này, cái nội độc tố này nó có những vai trò trong cơ chế nội sinh. Nhưng ở một cái loại vi khuẩn khác thì nội độc tố nó không liên quan gì tới khả năng gây bệnh của con vi khuẩn cả. Ngoại độc tố thì nó chỉ hiện diện ở một số vi khuẩn đường ruột mà thôi. Và thường là nó giữ một vai trò nào đó trong cơ chế nội sinh của con vi khuẩn đường ruột. Đó là tôi nói về một số đặc tính chung cho cái họ đông đúc vi khuẩn đường ruột. Bây giờ chúng ta đi vào nói một số vi khuẩn đường ruột gây bệnh thường là mình nói một số thôi. Đầu tiên là E. coli. Để nhắc tới vi khuẩn đường ruột là chúng ta nhớ tới E. coli. Các chị ơi, một lần nữa nhắc đến vì mình đọc là E. coli chứ đừng đọc là E. coli. Nhưng mà mình nghe đài mà tiếng Anh thì mình lại nghe đọc là gì? E. coli. Là tiếng Anh chứ không phải là đọc lái như các chị. Nhưng mà đọc E. coli thì người ta lại tưởng mình tìm ra một loại vi khuẩn mới nha. Thật ra đọc cho đúng. Rồi. Bây giờ vi khuẩn E. coli này thì nó không có gì đặc biệt, nó có những cái tính chất chung của vi khuẩn đường ruột. Mình nhớ nó là bình khuẩn Gram nè. Nó có nhiều chiên mao, nó di động, thế là được rồi nha. Còn những cái đặc tính bên dưới mà dương tính 5D
đính, lắc tô, indo, lô vô, những cái này thì các vị không cần phải nhớ đâu nha. Nhưng mà cái lớp và tưởng nhận xét nghiệm thì những bạn học ở lớp đó thì cần phải nhớ những cái này, vì cái đó là chuyên môn nha. Ovuli nó có đầy đủ ba loại kháng nguyên với rất là nhiều cái chủng khác nhau, do đó thì khi mình tổ hợp lại mình thấy là nó có hàng ngàn cái tuyến thành khác nhau ở vi khuẩn Ovuli. Cái con vi khuẩn Ovuli này cái công của nó cũng nhiều bằng cái tội. Chúng ta trong ngành y thì chúng ta còn là kết tội, và trong suốt quá trình học các anh chị thấy là nó ở đâu cũng gặp Ovuli gây bệnh. Nhưng mà trong công nghệ sinh học, trong công nghệ, trong công nghiệp chế biến thực phẩm và trong ngành sinh học cơ sở thì Ovuli là một cái con vi khuẩn rất nhiều ứng dụng quan trọng cho chúng ta. Và vì những ứng dụng quan trọng đó cho nên là cho tới thời điểm hiện tại thì Ovuli là cái con vi khuẩn đầu tiên và duy nhất hiện nay đã được giải trình tự bộ gen của nó. Cả bộ gen của con vi khuẩn Ovuli đã được giải trình. Bộ gen người thì sao các chị? Giải xong chưa?